Tình hình là em dọn kho nhé, có cái một hai đống loa này vừa bốc ở đây này, dọn nốt để cho nó đi. Bác nào lấy thì liên hệ này. Dòng này là dòng một số đôi này đều có giá em báo trước ở trên kênh rồi, nhưng mà không để ý gom các thầy các xếp hết ở góc kia, cất cái tủ giày dép vào mới bới ra đây. Còn đôi này nhá, em xả cho bác dọn kho nốt cho nó nhanh nhá, nhanh nhá. Đây đôi này trước trên kênh đã ghi có giá trên đấy rồi đây. Số 118 500 này. Để cho bác 300 nhá. 300 cho nó đi luôn cho nhanh này. 118 này. Đôi số 75 trên kênh 400. Để cho bác 200 này, đi luôn cho nhanh nhá. Con số 84 400. 200 cho đi nốt gọn kho. Con này nó đẹp hơn mà, đẹp hơn tí. Trên kênh giá 500. Nó tùy đây này, bác nhìn nó đẹp từng từng con đấy. Hai con này sáng giống nhau, con này khác đấy. Con này số 20 500, còn 300 nó đẹp hơn mà. Cái gì thế thôi. Được chưa? Đã có clip rồi. Dòng nó bookshelf các bác có thể dùng để nghe nhạc hoặc các bộ dàn bộ đầu thoải mái. Đây là con đôi loa Onkyo, dòng loa trợ lời rất là hay. Con này gần như mới đi, còn đẹp lắm, đẹp mới lắm. Trả lời rất là hay. Giá số thứ tự trên đấy là 70, giá 800. Để cho bác 500. 500 cho bay. Đôi loa tiếp theo, đôi này là đôi hàng cao cấp rồi. Đôi này là không phải là đôi trong cái lô sản xuất mà đôi này là đôi vừa bốc về. Đây. Đẹp lắm, con này tép đom. Con này nghe những căn phòng tầm 15 20 mét vuông, thích cực kỳ nhá, chất luôn ạ. Con này full jack này. Jack. Đôi này Jack, con này có cả rắc loa AV cắm rõ ràng luôn nhá. Con này để cho các bác này. Đôi này đẹp xuất sắc này. 500. 500 nhá. 500. Số thứ tự là số 00 đi. 00. Số thứ tự 00 500. Jack con này đẹp lắm. Sang tiếp tục đôi Aiwa. Đôi Aiwa này có bản giới thiệu trên đấy rồi. Giá trên đấy 300. Để cho các bác 150k. Cho nó sướng. Đôi 87 này nó bị ôi dồi hồi này, nóng này, nóng nó bong này, nóng nó bong đấy các bạn. Nóng nó bong này, cái này về cho keo dán lại. Số 87 giá trên kênh 400, để cho các bác 100k về mà dán được chưa. Còn đôi số 89 trên kênh là 400k này nhá, trên kênh 400k để cho các bác 200k. Số 89 thế cho nó nhanh chứ bây giờ đều có giới thiệu rồi. Để có bản tiếp tục đôi số 32 giá 200k trên kênh. Con này gần một gân ấm mục này nhưng đánh vẫn hay lắm, nghe thời gian nữa bác phải thay. Để có 100k lấy con tép nó cũng trị giá 100k rồi. Đôi là Kenwood này đánh phê luôn này. Con Kenwood này không còn, con Kenwood này bỏ nhá, Kenwood bỏ, Kenwood lấy lõi rồi. Đấy chưa, nó Kenwood lấy lõi rồi. Đôi Onkyo này. Đôi Onkyo D77. Được chưa? D77 đây. Nó hơi bị cứng chút một tí biết này, trên kênh là 900. Để cho các bác nhá, 900 để bác 500. Con Onkyo số 7 nhá, đôi Onkyo số 7. Bỏ bức này ra đây đã, cho nó dễ. Onkyo số 7. Sang tiếp tục đôi Pioneer. Pioneer này. Ôi giời, đôi này báo cáo các bác là đôi này công suất to đây. Để em xem nào. Đôi này là công suất khá to nhưng mọc một gân. Một gân nhá. Một gân ạ. Công suất thì chất rồi. Bác nào con này thì không có lý do gì mà không hay cả. Con này thì là hàng khủng rồi các bác ơi. Đôi này thì nó là đẳng cấp rồi. Đôi Pioneer SRS77R. Công suất 160W đôi này. Đôi này để cho các bác nào nhé. Riêng đôi này thì báo cáo các bác là nó hàng cao cấp rồi. Nếu mà bác nào bảo em thay gân thì giá 1,5 triệu. 1,5 triệu, 1,5 triệu nhé. Còn nếu các bác tự thay gân, em giảm cho bác còn 1,2 triệu. Còn bên em thay gân, bởi vì gân nó liên quan đến mua gân xịn. Đấy. Đâu chết, 1,2 triệu, 1,3 triệu chứ. 1,3 triệu. Đôi này thì đừng bảo có hay không nữa. Đôi này
không không hỏi hay không nhé. Đôi này nó size nó to hơn tất cả những dòng này, cứ những dòng này bình thường màng trắng đã 1,6 triệu rồi, những con này 1,5 triệu là băng Pioneer. Thay gân lên đẹp long lanh luôn. 1,5 triệu. Còn không thay gân thì 1,3 triệu. Sang đây con Panasonic này. Panasonic này xem nào. Bọc luôn cho bác, định giá luôn cho bác nó nhanh. Nha. Con Panasonic này cũng gân hơi mục này. Đối với con này nhé, để cho bác 100k. Con này số 11 này. 100k. K nhé. 11 100k. Con này cũng vậy này. Đôi Sony này. Đôi Sony đánh hay lắm đấy. Đôi Sony này nhá. Bác nào cần thay gân, đôi Sony này bác nào cần thay gân nhá. Đôi Sony thì còn khá là đẹp luôn nhé. Nhưng mà e căng thì hình như là còn có một cái. Bác nào cần thay gân thì đưa xem 900k. 500k. Còn nếu tự thay gân thì em lấy 700k. Chưa. Đấy. Mà thôi lấy 600k thôi. Tự thay gân lấy 600k. Còn lại thì lấy 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu nhé. Đấy cho nó sướng. 600k. Sang tiếp tục đôi Sony đây nữa. Đôi Sony tiếp theo. Đôi Sony này cho số nó là số 22 đi. 22. Đôi này tình trạng hoạt động bình thường hết, đẹp. Đấy các bác nhá. Đây. Số 99, không phải bỏ số 22 nhá. Nó có số 99 đây rồi. Em ghi lại cho các bác giá đây, số 99 giá 400m này. 400m đấy. Bây giờ lấy cho các bác nhá. 200 nhanh. Xong đi. Con này, con Aiwa số 19 giá 300. Để cho bác 150. Em bán đã xả cho nó đi, nó gọn sạch đi. Không để mùa mưa rồi, nó sạch đi cho các bác ở nhà để làm gì. 300, thế cho nhanh các bác nhé. Nó thích cái gì nữa thì để em cho đi nốt, cho nó dễ. Đây còn mấy cái đống này để bới nốt này. Còn đây, đây còn đôi này nữa này. Ô, sao nó cứ bở đây này nào. Đây còn đôi nữa này. Đây còn đôi nữa bạn. Ô chào. Đấy. Đây còn đôi nữa này. Đôi này em ui đôi này còn đẹp lắm. Đôi này đẹp xuất sắc nhá. Đôi này số thứ tự em cứ cho số đi, 55 đi. 55 giá lấy cho bác 300. Đôi này đẹp lắm. Đôi này bình thường thì nó phải 600-700 trở lên. Chất rồi. Ê căng còn nguyên. Số 55 nhá, 300. Sang tiếp đây. Đây có con này này. Úi dù con này thì nó lại là con liền công suất điện rồi. Con này chưa biết test hay không. Con này 6 ohm liền công suất cắm lên bên này. Nhưng mà nó lại chạy cáp kiểu này. Chưa biết đưa tín hiệu vào đâu. Để em kiểm tra đấy nhé. Đây. AV sang bên này. Để em nhìn xem nào. Con này là con Sony này. Em đang tìm con này công suất liền tất ạ. Em đang nhìn xem nó đưa tín hiệu vào đâu rồi. Ô này dây của nó bác anh bác nhìn này. Em nhìn thấy nó dây ô. Sao dây của nó trơ luôn lõi đồng này bác ơi. Nó không có vỏ nhựa. Thế này nó chập mẹ chứ. Con này cứ bị chập rồi. Đưa về đây làm gì. Bị chập rồi. Thôi bỏ đi. Nó trơ vỏ đồng. Nó có cái gì xả nốt. Đây. Con máy lọc này. Nó bị gãy cái nắp này hôm trước rồi, báo cho các bác đấy. Báo cho các bác ấy. Nó chập chờn, nó không lên điện. Nó không lên điện mấy lúc được lúc không này. Nó vỡ này. Không biết là nó phải đóng ốp cái này vào chặt hay sao ấy. Thì nó được con này là con Daikin to nhất này, cái size này. Con đấy là số 242, giá 3,6 triệu thì em thấy vỡ này. Có trên clip nhưng em đã giảm xuống 2,6 triệu. Nhưng con này tình trạng là các bác vừa khắc phục. Khắc phục nha. Nó điện lúc vào lúc không em chả thấy nó vào. Còn không chập chờn lắm. Để cho các bác nhé. Con này xuống 2,6 triệu rồi, bây giờ để cho các bác. Em xuống giá cho các bác nhé, 900.000. Để các bác tự khắc phục nhé. Đầu tiên là giá 3,6 triệu. Nhưng em thấy nó vỡ tung tung này. Em xuống 2,6 triệu. Nhưng khi em test thì lúc được lúc không. Nên là bỏ xuống bây giờ còn 900.000. Cho bác về khắc phục. Để cho nó nhanh. Chứ con em thì không biết sửa. Riêng các bác mua bán hàng bên kênh của em biết rồi. Em không biết sửa nhé. Em Tuấn không biết sửa. Nên tóm lại là các bác tự sửa. Con này cũng vậy này. Con này của khách gửi lại. Có nghĩa là
có nghĩa là chạy lúc đầu thì nó rất bình thường, chạy rất là bình thường, nhưng một lúc sau thì nó vẫn đảo điếc, nó đưa đi lại hoạt động rất bình thường, nhưng lúc sau thì điều khiển không điều khiển được, nhưng nó vẫn hoạt động, nó vẫn chế độ sấy. Ví dụ như là mới đầu nhá, mình vào mình chọn chế độ sấy quần áo thì nó sẽ sấy quần áo, nhưng nó cứ như thế, mình muốn thay đổi không được. Đấy. Hoặc là mình chạy chế độ hút ẩm nó sẽ chạy, nhưng lúc khoảng độ 15 phút sau là mình sẽ không điều khiển được cái nút này, nó đơ. Đấy thì cái đấy thì bác nào về dùng được nhé. Con này là số 239, giá 3,5 triệu. Giờ để thanh lý lại cho các bác nhé, 3,5 triệu, trừ đi cho các bác hẳn 2 triệu đi, còn 1,5 triệu vẫn dùng được bình thường, quạt vẫn đảo đều bình thường. Nhưng mà khi các bác ví dụ bác bật chế độ sấy rồi thì bác chỉ được dùng chế độ sấy thôi, còn muốn chuyển đổi nó thì phải rút nguồn điện ra lại bật lại, là chọn chế độ hút ẩm chẳng hạn. Đấy này, con này này tự nhiên lúc ấy là không điều khiển được, nhưng trong 15 phút đầu hoặc 10 phút đầu các bác vẫn điều khiển cả mức bình thường. Bó tay cái này thì bệnh là bác về sửa. Ôi em, cái này có bác khách gọi rồi đấy, được chưa em? Chào các bác nhé.